Đề bài: phân tích sự trỗi dậy của nhân vật Mị trong đoạn trích, từ đó nhận xét tấm lòng nhân đạo của nhà văn Tô Hoài. Bài viết: nhà phê bình văn học người Nga Belinsky khẳng định, tác phẩm nghệ thuật sẽ chết nếu nó miêu tả cuộc sống chỉ để miêu tả. Nếu nó không phải là tiếng thét khổ đau hay lời ca tụng hân hoan. Nếu nó không đặt ra những câu hỏi hoặc trả lời cho những câu hỏi đó. Vậy nên, mỗi nhà văn muốn đứa con tinh thần của mình bám rễ vào mảnh đất văn chương thì không đơn thuần chỉ là phản ánh những gì nhức nhối, mà trước hết phải là nhà nhân đạo từ trong cốt tủy, để đặt ra những câu hỏi và trả lời những câu hỏi đó. Nhà văn Tô Hoài, với tình yêu thương con người vô bờ bến, cũng đã để cuộc đời phả gió vào trái tim mình, thôi thúc ông tìm kiếm những hạt bụi vàng lấp lánh ở trên cuộc đời, đúc thành bông hoa hồng vàng sáng chói, chứa chan tinh thần nhân đạo mang tên vợ chồng Ao Phủ. Đặc biệt, trên những trang văn ấy, không thể không nhắc tới sự trỗi dậy của Mị trong đêm tình mùa xuân, chi tiết khẳng định sức sống tiềm tàng của người lao động lúc bấy giờ. Dù đau đớn tận cùng, vẫn không thôi khát vọng sống. Nhà phê bình văn học Vương Chí Nhàn từng nhận xét về Tô Hoài với những lời trần tình như sau: quen biết nhiều, từng trải lắm, Tô Hoài đã trở thành một cuốn từ điển sống của nghề văn. Thời gian sẽ sàng lọc để chọn ra những gì tinh hoa mà Tô Hoài đã viết, làm giàu cho văn học Việt Nam. Đúng thế, văn chương của Tô Hoài là sự trộn lẫn một cách tài tình, biến hóa giữa hư cấu và sự thực, không chỉ hấp dẫn người đọc ở nguồn tư liệu tươi giói về đời sống văn nghệ một thời, mà còn ở giọng kể và cách tạo không khí kể chuyện đặc sắc. Dù ở thể loại nào, hồi ký hay tiểu thuyết, nhân vật của Tô Hoài luôn giàu trải nghiệm, chuyển dẫn từ quá khứ đến hiện tại nhờ hồi tưởng và liên tưởng, với giọng kể hóm hình, thể hiện cái nhìn bình thản và an nhiên trước mọi biến cố. Sự linh hoạt của ngòi bút và phong cách văn xuôi hấp dẫn của Tô Hoài có lẽ bắt nguồn từ chính quan niệm của ông: cuộc đời như văn chương. Và chuyện vợ chồng A Phủ chính là đứa con tinh thần hội tụ đầy đủ những yếu tố mang đậm phong cách văn Tô Hoài. Nếu Nguyễn Tuân lên Tây Bắc để có người lái đò sông Đà, Nguyễn Khải về với nông trường Điện Biên để có mùa lạc, thì những trải nghiệm sâu sắc trong chuyến đi dài 8 tháng chính là nguồn cảm hứng để tập truyện Tây Bắc ra đời. Trong đó có vợ chồng Ao Phủ, được viết năm 1953. Vợ chồng Ao Phủ có hai phần. Phần đầu viết về cuộc đời của Mị và A Phủ ở Hồng Ngài, với thân phận nô lệ trong nhà thống lý Pá Cha. Phần 2 là câu chuyện ở Phường Sa, sau khi họ trốn khỏi Hồng Ngài và trở thành du kích. Xê Khốp, nhà văn người Nga, một bậc thầy về truyện ngắn, đã khẳng định: theo tôi, viết truyện ngắn cốt nhất là phải tô đậm cái mở đầu và kết luận. Tô Hoài cũng đã dẫn dắt người đọc lạc vào thế giới mà ông tạo ra bằng một đoạn mở đầu đầy ấn tượng, và kết thúc là một sự giải phóng. Nếu như Nam Cao mở đầu chuyện Chí Phèo với một gã say xỉn và những tiếng chửi, thì Tô Hoài mở đầu vợ chồng A Phủ bằng hình ảnh Mị với những dự báo về cuộc đời đau khổ. Đi sâu vào tác phẩm, ta thấy đó là một cô gái tài năng, xinh đẹp, nhưng bất hạnh. Cái bất hạnh của Mị đúng như câu nói mà người ta đã vận vào cuộc đời của những người phụ nữ tài sắc: hồng nhan bạc phận. Mị vì thương bố nên đã cam chịu kiếp làm dâu gạt nợ cho nhà thống lý Pá Cha, bọn chúa đất thổ ti tàn bạo, dã man lúc bấy giờ.
cuộc sống của Mị trong nhà thống lý là một chuỗi những ngày bị đẩy đọa cả về thể xác lẫn tinh thần, bị cường quyền, thần quyền áp chế đến nỗi nó như sợi dây oan nghiệt trói buộc cuộc đời cô đến ngày chết rũ xương ở đây. Mị ngày càng không nói, cứ lủi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa. Ta tưởng rằng với cái xã hội thực dân miền núi như vậy, cuộc đời Mị sẽ chỉ là những trang văn lặng lẽ cho đến chữ cuối cùng. Nhưng không, giá trị của một tác phẩm nghệ thuật trước hết là ở giá trị tư tưởng của nó. Nghĩa là giá trị của tác phẩm nằm ở tấm lòng nhân đạo của nhà văn, chứ không phải bất kỳ yếu tố gì khác. Nhà văn Tô Hoài khắc họa Mị như vậy cũng là một phép đòn bẩy để nâng sức sống, khát vọng sống của con người qua sự trỗi dậy của Mị vào đêm tình mùa xuân. Sự trỗi dậy ấy chính là sức sống tiềm tàng nhà văn gửi vào tâm hồn của những con người ở dưới tận cùng đau khổ, để họ có chỗ níu vào mà vươn lên. Nhà văn Ban Giác đã nói, bản chất của con người thường bị bánh xe của số phận che đậy. Một khi lao vào bão tố, bản chất ấy dù tốt hay xấu, tự nó sẽ bộc lộ. Tuy cuộc sống có thống khổ, nhưng trong Mị vẫn ẩn chứa một sức sống tiềm tàng và khát vọng tự do. Sức sống ấy đã trỗi dậy mạnh mẽ vào đêm tình mùa xuân. Khởi đầu cho sự trỗi dậy trong lòng Mị là khi cô nghe được tiếng sáo gọi bạn yêu bay lửng lơ ngoài đầu ngõ và không khí ngày Tết. Mị đã uống rượu. Ngày Tết, Mị cũng uống rượu. Cô lén lấy hũ rượu, uống ực từng bát. Qua cách uống ực từng bát, ta thấy đó là cách uống như nuốt mọi cay đắng, tủi hờn vào bên trong. Và do quá nhiều cay đắng, nhục nhã, tủi hờn, nên nó đã nhanh chóng làm cho Mị say. Lúc này, men rượu chính là nhịp cầu đánh thức nhịp sống mà Mị đã bỏ quên bấy lâu nay. Ai đó đã từng nói về sức mạnh của rượu trần gian. Một khi rượu không đủ sức làm người ta quên, thì nó sẽ đánh thức cả con tim lẫn lý trí. Và rượu đã đánh thức con tim và lý trí của Mị, làm cho cô như đang sống về ngày trước. Cái ngày mà Mị còn trẻ, được tự do, vui vẻ bên bố. Cái ngày Mị thổi lá cũng hay như thổi sáo. Mị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo. Có biết bao người ngày đêm thổi sáo đi theo Mị. Tiếng sáo đã đánh thức tâm hồn Mị, đưa cô từ cõi quên về cõi nhớ. Tiếng sáo đánh thức một đoạn đời tươi đẹp đã qua, để rồi khi càng sống trong quá khứ tươi đẹp ấy, Mị lại càng đau đớn trước cái thân phận cuộc đời đau khổ của mình. Mị đứng dậy, nhưng cô không bước ra đường chơi mà từ từ bước vào buồng. Sức mạnh của thần quyền làm cho Mị ý thức rằng kiếp của Mị phải ở trong căn buồng chỉ có một lỗ vuông bằng bàn tay, lúc nào trông ra cũng chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng. Và ở trong đó mà trông ra, đến bao giờ chết thì thôi. Sau bao nhiêu năm lủi lũi câm nín trong nhà thống lý, cam chịu cái kiếp trâu ngựa, đây là lần đầu tiên bị trỗi dậy. Và sự trỗi dậy ấy được thổi bùng lên nhờ sự tha thiết của tiếng sáo hòa cùng với men rượu. Có lẽ đây là hai tác nhân có sức thức tỉnh mạnh nhất. Mị thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng như những Tết ngày trước. Từ lấy phơi phới kết hợp với phép so sánh như những đêm Tết ngày trước đã phần nào diễn tả chân thật niềm háo hức bồi hồi của Mị khi tìm lại được quãng đời đã mất. Cô nhận ra
mình vẫn còn trẻ lắm. Mị vẫn còn trẻ, mị muốn đi chơi. Bao nhiêu người có chồng vẫn đi chơi ngày Tết. Huống chi, A Sử với mị không có lòng mà vẫn phải ở với nhau. Nhưng càng ý thức được mình rõ ràng bao nhiêu, thì cô lại càng cảm thấy đau đớn bấy nhiêu. Nỗi đau của cuộc sống tù đọng khiến mị muốn chết. Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại chỉ thấy nước mắt ứa ra. Điều này thể hiện chiều sâu trong tâm hồn mị. Cô đã sống thực sự với chính mình, căm phẫn cái cuộc sống vô nghĩa, tủ động. Muốn chết chính là biểu hiện của lòng ham sống. Cũng như trước đây, mị muốn ăn lá ngón để chết, mà vì thương bố nên không thể chết được. Trong hiện tại, cô muốn chết là để giải thoát khỏi cuộc sống nô lệ, thoát khỏi kiếp số con trâu, con ngựa, thoát khỏi cuộc đời tăm tối này. Nếu cuộc đời làm dâu gặt nợ khiến mị muốn chết, thì quá khứ hạnh phúc lại thắp lên ngọn lửa của sự sống, giữ cho cuộc đời mị khỏi lăn vào thung lũng của chốn địa ngục. Từ sự trỗi dậy về suy nghĩ, mị đã bộc lộ nó qua hành động. Nhưng làm thế nào để từ một con rùa lủi lũi, mị có đủ can đảm để trỗi dậy? Điều thôi thúc mị hành động lúc này là do tiếng sáo gọi bạn yêu cứ lửng lơ bay ngoài đường. Nó như mời gọi, thôi thúc mị hành động. Nhưng sự nhận thức mà thần quyền và cường quyền đã in sâu vào mị, khiến cô không đủ can đảm để hành động một cách quả quyết hơn. Cuộc đời mị cay đắng nhất, nhục nhã nhất là phải làm dâu gạt nợ cho nhà thống lý. Nhưng cay đắng hơn là phải làm vợ A Sử. A Sử độc ác, dã man, đánh đập mị không thương tiếc. Cho nên khi A Sử vừa ở đâu về, lại đang sửa soạn đi chơi, đã thổi bùng sự trỗi dậy hành động trong mị. Cô quyết định đi chơi, mị cũng không nói. Mị đến góc nhà, lấy ống mỡ, sắn một miếng, bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng. Hành động thắp đèn của mị chính là hành động thắp lên ngọn lửa soi sáng cuộc đời tăm tối của mình bấy lâu nay. Ngọn lửa hay chính là khát vọng sống đang cháy rực trong tâm hồn mị. Hàng loạt động từ ấn tượng được nhà văn Tô Hoài huy động để miêu tả cho sự trỗi dậy của mị đã thể hiện sự quyết liệt, lòng yêu tự do, khát vọng sống đang hối thúc trong mị. Lại một lần nữa, trong lúc quyết liệt, tiếng sáo lại xuất hiện trong đầu. Nó dập dờn làm mị không thể không nhanh chóng sửa soạn đi chơi. Cô cuốn lại tóc, với tay lấy chiếc váy hoa vắt ở phía trong vách. Chưa bao giờ ý thức về bản thân mình, về cuộc đời trong mị lại trỗi dậy mạnh mẽ đến thế. Sau bao năm chôn vùi trong nhà thống lý, đến hao mòn thân xác, đến kiệt quệ cả sức sống, mị cũng chưa bao giờ ý thức về mình rõ đến vậy. Hành động sửa soạn đi chơi thể hiện sức sống trỗi dậy trong mị mãnh liệt, hệt như những lớp sóng ngầm cuồn cuộn dữ dội dâng trào, lớp sau dạt vào lớp trước, lớp sau cứ thế lớn mạnh và dữ dội hơn lớp trước. Chỉ tiếc rằng số phận con người dù muốn hay không thì nó cũng không thể theo ý mình. Nếu đó chỉ là những cuộc trỗi dậy mang tính tự phát dựa trên sự nổi loạn. Sự trỗi dậy của mị trong đêm tỉnh mùa xuân dù không thể giải phóng được cuộc đời mị, nhưng nó đã thể hiện sức sống kỳ diệu tiềm tàng ẩn sâu trong tâm hồn mị. Sự kỳ diệu của khát vọng sống đầy nhân văn. Đây chính là cuộc trỗi dậy lần thứ nhất của cô trong một chuỗi những ngày sống trong nhà thống lý. Kết thúc đêm tình mùa xuân, mị không thể thoát khỏi địa ngục trần gian, nhưng cô đã không còn là con trâu, con ngựa, con rùa lủi lũi nuôi trong xó cửa nữa.
Mị đã sống lại những thời khắc của tuổi thanh xuân, tươi trẻ và tự do. Chỉ với một đoạn văn ngắn, Tô Hoài đã thể hiện biệt tài, phân tích tâm lý nhân vật vô cùng sắc sảo khi thể hiện diễn biến tâm trạng trỗi dậy của Mị trong đêm tình mùa xuân. Với nghệ thuật trần thuật uyển chuyển, linh hoạt, cách giới thiệu nhân vật đầy bất ngờ nhưng không kém phần tự nhiên, cách kể độc đáo, dẫn dắt tình tiết linh hoạt, khéo léo, cùng sự am hiểu về phong tục tập quán miền núi, kết hợp với ngôn ngữ sinh động, chọn lọc, sáng tạo, câu văn giàu tính tạo hình và thấm đẫm chất thơ. Tất cả đã tạo nên một hình tượng nhân vật Mị đầy khát vọng sống, ham sống. Một nhà văn muốn tồn tại với sự đào thải khắc nghiệt của thời gian thì ngoài sự hiểu biết sâu rộng và tài năng còn cần một tấm lòng quảng đại, biết vui buồn và đồng cảm với nỗi khổ của con người. Viết vợ chồng A Phủ, nhà văn Tô Hoài đã nói lên câu chuyện muôn đời của kiếp nhân sinh. Để đây là những trang văn vượt lên mọi sự băng hoại của thời gian. Bởi vợ chồng A Phủ không chỉ là những trải nghiệm của chính Tô Hoài, mà nó còn được kết tinh từ ngòi bút chứa chan tấm lòng nhân đạo. Qua sự trỗi dậy của Mị trong đêm tình mùa xuân, Tô Hoài không chỉ phản ánh cuộc sống thống khổ của người phụ nữ nói riêng và người lao động nói chung, mà còn khẳng định, ca ngợi vẻ đẹp cũng như phẩm chất tốt đẹp trong tâm hồn của họ. Sự trỗi dậy của Mị trong đêm tình mùa xuân chính là đống lửa âm ỉ chở cơn gió để bùng cháy. Và đêm định mệnh ấy là đêm cởi trói cho A Phủ. Một cuộc thám hiểm thực sự không phải ở chỗ cần một vùng đất mới, mà cần một đôi mắt mới. Nhà văn Tô Hoài với đôi mắt tinh tế và đầy tình thương đã thổi vào vợ chồng A Phủ một sức sống bền bỉ mang tên sức sống mãnh liệt của con người. Đề tài về người lao động vốn là một thứ hạt quen thuộc được gieo trồng trên mảnh đất văn chương, nhưng theo cách chăm sóc và vun tưới của Tô Hoài, nó đã lai ra thứ quả mang tên vợ chồng A Phủ, vô cùng mới lạ và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Với giá trị của một tác phẩm chân chính đạt đến sự xuất sắc, bắt nguồn từ chính hiện thực cuộc sống, đập vỡ những thần tượng trong lòng người đọc, nên dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, vợ chồng A Phủ vẫn giữ nguyên vẹn giá trị và luôn là dư vị khó phai trong lòng độc giả.